Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại channel review trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm. Đấy chính là một cái có một chiếc kính, mọi người, một chiếc kính râm màu đen mà loại mini. Nó kiểu là mô hình nha, chúng ta có thể tham khảo. Tín làm việc với trường từ đầu giờ đến biết tính. Tín đâu? Em nghe đâu? Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tôi Vẽ Tranh trên kênh YouTube mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về hai nhân vật, một nhân vật người vợ và đang đỡ người chồng bị ngã cầu thang. Thì chúng ta cùng tô màu cho bức tranh này nhé. Đây là một phân cảnh trong bộ phim Family Guy và chúng ta hãy tô màu cho bức tranh này bằng những cây bút chì màu ở trên mặt bàn này. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cây bút chì màu. Mọi người thấy chiếc kính như thế này thì nó là mini, hàng rất là nhỏ luôn đấy mọi người. Đây nha, hàng mini nha. Mọi người thấy nó rất là nhỏ, đeo kiểu búp bê thì được, chứ kiểu đeo như mình thì nó nhỏ, khá là nhỏ luôn. Và nó là kính râm nên nó sẽ là màu đen và nó cong cong 2 phần 2 bên đầu nha. Nó sẽ cong cong 1 phần 2 bên thế này. Em hôm nay nhìn thấy tối tối nhỉ? Và nó sẽ là một cái kính như thế này cho mọi người xem. Ở phần bên trên của nó có một cái phần gọng của nó thì mình thấy khá là chắc chắn nha mọi người ơi. Phần gọng của chiếc kính này mình thấy khá là chắc chắn đấy. Nó sẽ chỉ có một size như thế này thôi nha. Nó có một size thế này và nó có hai phần cái que của cái kính này rất là chắc chắn luôn. Thấy gọng kính rất là chắc chắn, phần kính cũng rất là cái phần nhựa bên trong này rất là chắc chắn, nhựa mà nó rất là cứng mọi người ạ. Nó rất là giống một cái kính thật nhưng mà nhiều khi là mình thấy kính này thì nó không dùng được nhiều ấy. Mình sẽ chỉ dùng cho búp bê hay những cái bộ đồ chơi thôi nha. Tiếp theo mình sử dụng mình tô màu cho cái người chồng đang bị ngã này nhé. Video trường và video review. Ai cũng phải review vậy. Đây mọi người, một cái kính như thế này thì kính râm này nó sẽ có mình thấy thì nó một hôm trước mình mua thì mình thấy nó có 3 màu, đó chính là màu trắng này, màu nâu và màu đen như thế này. Thì kính râm thì người ta mình thấy hay dùng màu đen như thế này hơn nha, trông nó rất là ngầu luôn ý. Đây nha, chiếc kính rất là chắc chắn bằng nhựa. Và chuyên cho sinh lúc thì mình sẽ tô màu cam nhạt cho chú chó mình nhé. Thì ngày xưa đời đầu ai chả review của chị ấy. Đời đầu đây ai cũng review hết á. Trừ Ngân, Ngân đời đầu vô là cắm hoa luôn á. Khổ lắm chứ không sướng cái chi mô. Nói méo mồm gì. Đây một chiếc kính như thế này chúng ta sẽ thấy nó sẽ bề ngang của nó sẽ khoảng tầm là 5cm cho cái phần bề ngang của nó nha mọi người. Đây nó sẽ khoảng tầm rơi. Và mặt của chú chó này sẽ tô màu hình nhạt nhé. Ok nha mọi người ơi. Và giá tiền của mỗi chiếc kính nhỏ mini thế này thì giá của nó sẽ khoảng tầm rơi khoảng tầm 100 đến 120 cho mỗi chiếc kính như thế này. Và chúng ta sẽ mua những cái này thì chúng ta có khi phải order. Chúng ta sẽ order những chiếc kính như thế này ở bên tận Trung Quốc nha mọi người ơi. Ở bên shop Trung Quốc. Còn nếu như mình đã tìm thử ở cái shop Việt Nam rồi thì nó không có bán kính như thế này. Và chúng ta phải mua ở cái shop bên Trung Quốc thì nó sẽ mới có bán những cái đồ mini như thế này nha. Có rất là nhiều đồ mini bây giờ rất là xinh luôn mọi người. Nhưng mà thường thì mình thấy đồ mini bây giờ nó có khi đắt hơn cả cái đồ to, size to ấy mọi người. Như chiếc kính này mọi người mua hàng rẻ thì nó sẽ còn tầm mấy chục nghìn, trên 100 nghìn nha, đây. Tiếp theo mình sử dụng màu cam để tô màu cho cái
Và cái video review cho chiếc kính này của mình đã được mình review xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm cũng như theo dõi hết video của mình. Mọi người xem video thì đừng quên ủng hộ cho kênh của mình bằng cách để lại cho mình xin một like, một lượt share, ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình nha. Mình là tôi màu